Có một cái bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như thế này: Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, một sớm mai kia lại tiếc xuân thì. Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn có nghĩa là say gì? Say vật chất, say địa vị, say danh vọng, mà chúng ta quên mất cái đời sống hiện tại của mình, chạy theo những vọng tưởng, những ước mơ xa vời, nên không có được cái cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại. Chúng ta quên mất đi người cha, người mẹ, người anh, người em, quên đi những người thân đang sống ở bên cạnh mình. Rồi đến một cái ngày nào đó, khi chúng ta bệnh tật, già yếu, hoặc gặp sự trắc trở gì đó, chúng ta lại nói là giá như, phải chi sự hối tiếc đó muộn màng. Chính vì thế, không ngoài ý nghĩa đó là trao gửi tình thương yêu, gửi gắm đến tất cả mọi người với lời nguyện cầu sức khỏe, bình an. Và trong cái chương trình nhỏ ngày hôm nay, có các anh chị em của nhóm thiện nguyện Từ Trái Tim Đến Nụ Cười cũng mong muốn gửi đến tất cả mọi người bằng một cái bài hát, như một lời cảm ơn, như một món quà nho nhỏ trước khi buổi lễ chính thức được bắt đầu. A Di Đà Phật.